Rồi, bây giờ chúng ta hình hai á, đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là vẽ hai đường tròn này trước. Hai tròn này trước với R là bằng bên trong này đã R6 nè. R6 với R14. Như vậy thì vẽ là center đường tròn một cái là R6. Sau đó một cái là R14. Một cái 6 và cái 14. Rồi, cắt nhau bằng 76, vẽ một cái line lên trên 76 luôn. Rồi, sau đó copy lên trên nè. Copy này lên trên. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ dựa vào copy 90 nè. Copy hai đường tròn nhỏ bên trong qua bên phải luôn đi. Copy từ điểm giữa này ha, chạy sang bên phải là bằng 90. Đó là tới đây nè. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ kẻ một cái line á, kẻ một cái line nối một đoạn thẳng từ ở đây chạy qua bên này. Chạy qua bên này tức là nó bắt vô cái chỗ này nè. Giao nhau với lại một cái điểm nó đi xuyên với cái tâm trên á. Kích vào vị trí này. Cái vị trí này sau đó vẽ một cái line xéo lên à móc thì nó chỉ cái chiều dài của đoạn thẳng này á, đề không cho à, nhưng mà đề chỉ cho biết là nó góc là 19 độ thôi, cho nên chúng ta vẽ đại là bằng 100 đi và bé hơn là bằng 19 độ, bé hơn 19 độ rồi mình để đó. Sau đó mình vẽ một cái line từ đây nè đi cao lên thì nó offset từ đây qua bên phải bằng 40, để cho bằng 40 nó offset bằng 40. 40 thì từ đây quẹo sang bên phải là bằng 40. Đó, rồi xóa cái line cũ đi. Đó, thì nó giao nhau vào tại điểm này. Đó. Tại cái điểm này thì chúng ta vẽ một cái line từ đây xéo lên nữa. A móc. Chiều dài là cũng cho đại bằng 50 luôn đi và bé hơn là bằng 45 độ. Đó. Tại sao biết 45 độ thì do là người ta cho góc 135 này. 135 cho nên là khi mà vuông góc á, vuông góc á, thì chỗ này mà 45 cái người đi bên đây 45 theo nha, cái góc tính là 45, sau đó là trim đi, trim này đi bỏ bỏ cái line này luôn. Tại đây á thì nó cách 160 tính từ bên trái qua đó, như vậy chúng ta vẽ một cái line chỗ này nè rồi offset qua, offset qua kia là 160, offset từ đây qua đây 160 đó. Trăm sáu mươi là từ đỉnh này qua đây. Ở hình như thầy vẽ có vấn đề nè. Từ đây qua đây là 90 thì copy lại cái chỗ này nha. Copy từ bên đây qua là 90. À, nó qua bên đây lượng nè. 90 nó lệch nhau rồi. Nó lệch nhau rồi. Vẽ lại cái line này. Cái line này bên đây bằng 90. Tới đây luôn ha, cho nên thầy sẽ di chuyển mua mấy cái này qua, di chuyển qua đó. Rồi rồi sau đó thầy trim đi. Rồi sau đó thầy sẽ lật đối xứng á, mirror lấy đối xứng. Đối xứng lên trên rồi rồi trim đi. Rồi sau đó thì thầy vẽ một cái line ở giữa. Bây giờ sau khi được tới đây rồi thì chúng ta thấy cái khoảng cách chỗ này bằng 32 nè. Khoảng cách từ đây qua 32, offset 32. Ha, offset 32 là tới đây. Chúng ta trim cái phần trên luôn đi, trim hai đường tròn này, này. Mất luôn, nó chỉ thành bán kính thôi. Rồi, từ đây qua đây bằng 32, cái này xong nhiệm vụ rồi xóa luôn nè. Và ở đoạn giữa thì lên trên 15 ở cái trục giữa này nè. Đó. Thì offset lên 15 xuống 15. Lên 15 xuống 15 thì tổng của nó sẽ bằng 30 ha, rồi xóa cái trục giữa đi. Đó. Rồi trim bên trái đi nè, mà tới đây. Rồi bây giờ sau khi tới đây rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái này luôn. Rồi bây giờ thầy vẽ nè, ví dụ từ đây lên trên cao. Từ đây lên trên cao bằng bao nhiêu? Thì chúng ta thấy là chỗ này 5 55 nè. 55 trừ cho 30 chia 2 ra thì nó ra cái đoạn nhỏ này. 55 trừ 30 là còn lại 25 chia 2 là 12.5.
Thì trên đây là 12.5 nè. Rồi chạy ngang qua đây. Chạy ngang qua đây thì một cái lượng nhỏ là bằng 35, đợi cho bằng 35. 35 đi xuống. Đi xuống bao nhiêu thì A móc X phải Y. A móc X phải Y, X là chữ ngang, Y là chữ đứng. Nếu mà nói chữ ngang á là bao nhiêu á thì chúng ta tính nè. Từ đây đi bao nhiêu thì lấy tổng thể là 36 trừ cho 32 trừ cho 35 trừ cho 48 trừ 34 thì nó ra cái đoạn nhỏ này. Nha. 160 trừ 32 trừ 4 trừ 35 trừ 48 trừ 34 là còn lại là khoảng 11 ha, còn là 11. Còn 55 chiều y là 55 trừ cho 40. Đó, 55 trừ 40 là còn lại là 10 12.5. 12.5 ha. Như vậy amox x là bằng 11 phải trừ 12.5. Đó thì chúng ta có xuống đây. Rồi chạy vô bên này. Đúng không? Thì lấy máy tính thì tính lại nha. 55 trừ 40 chia cho 2 là 7.5 thôi. Rồi thầy lộn cái này. 7.5. Rồi A mốc X là bằng 11 phải trừ 7.5. Rồi sau đó chạy ngang qua. Chạy ngang qua bằng 48. 48 sau nó xuống dưới là tới cái trung điểm này dừng lại. Rồi, ok. Sau đó lấy đối xứng, mirror lấy đối xứng xuống dưới. Đó, như vậy rồi trim đi. Rồi finish. Finish để cho không cho mình cho đại bằng 5 đi. Bao đại bằng 5, máy tính bằng 5 bao cho nó tròn tròn chỗ này thôi xíu là xong thôi. Đó. Có nghĩa là mình tính cái bằng được cái chỗ này nè. Từ đây vô đây bằng 32 rồi. Ha, từ đây 32 cao lên đó, lấy 55 trừ 30 chia 2 ra. Đó, là còn 12.5. Rồi chạy qua đây bằng 35, mình chạy xuống x phải y. X là lấy 106 trừ cho 32 trừ cho 35 trừ 48 trừ 34 còn 11. Còn y là lấy 55 trừ 40 chia 2 là 7.5. Xuống đây là gãy ngang qua bằng 48 thì vậy cũng đây vô vật. Đó như vậy thầy vẽ xong rồi nè. Quan trọng là tính toán số liệu thôi, không có gì khó hết. Đó, thì luôn.